Đi nước ngoài khổ lắm phải không anh? Đúng rồi, đi nước ngoài khổ lắm. Không ai muốn xa vợ con, xa bố mẹ, xa gia đình để ra nước ngoài làm việc cả. Cũng vì mong muốn con cái có một tương lai tốt hơn, mong muốn bố mẹ, gia đình đỡ vất vả hơn, mà họ phải chấp nhận hy sinh bản thân mình để ra nước ngoài làm việc. Chính những người như vậy là những người khổ nhất. Ở nơi đất khách quê người, lúc vui, lúc buồn, lúc ốm đau, họ đều phải lủi thủi một mình. Lắm lúc tủi thân lắm, lắm lúc muốn buông bỏ tất cả để trở về nhà, nhưng mà không thể. Dù công việc có áp lực thế nào, dù công việc có vất vả thế nào cũng không dám kể về nhà, sợ ở nhà lo lắng. Đến ngày nhận lương thì cũng không dám chi tiêu cho bản thân mình mà chắt góp từng đồng để gửi về nhà số tiền nhiều nhất. Tất cả cũng vì một chữ tiền. Tiền. Cơm người khó nuốt mẹ ơi, nào như cơm mẹ con ngồi con ăn. Sự người vất lắm mẹ ơi, nào như bức ảnh đẹp ngời con đang. Con nguyện đánh đổi thanh xuân làm phú kiếm người chẳng ngại gian truân. Gia đình mình cứ yên tâm, ngày con trở về là ngày êm ấm. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta đến với bài chia sẻ Sống thuận theo tự nhiên. Năm tháng lấy đi sự yêu kiều, nhưng cho ta trí tuệ. Cuộc đời có được thì phải có mất. Trên thế gian này, hết thảy sự tình đều là có cái được và có cái mất. Được mất thể hiện rõ ở rất nhiều phương diện trong cuộc sống. Ví như, tình yêu có thể đem đến cho con người niềm vui, nhưng nó cũng khiến con người ta đau khổ. Tiền tài có thể cho con người sự hưởng thụ, nhưng nó cũng là nguyên nhân khiến người ta phiền não. Thành công có thể đem đến cho người ta hạnh phúc, nhưng nỗi đau thống khổ của sự thất bại cũng khiến người ta khó lòng chịu đựng được. Đối với một điều nào đó đang mong đợi, nếu đạt được chắc chắn, người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng nếu bị mất đi, hẳn là cũng sẽ khiến người ta đau khổ tương đương. Mức độ cảm nhận của niềm vui và thất bại lại luôn là bằng nhau. Có người kiếm được tiền tài nhưng lại mất đi sức khỏe, gia đình hoặc tình yêu. Có người sự nghiệp, thành tích đều không quá nhiều nhưng chất lượng cuộc sống, sức khỏe lại vô cùng tốt. Có những điều thoạt nhìn thấy như là không công bằng nhưng thực tế nó lại rất công bằng với tất cả chúng ta. Người ta thường cho rằng người có tiền luôn rất hạnh phúc, nhưng thực tế đây là một quan niệm không hoàn toàn đúng. Một người nghèo khó chỉ tiêu vài trăm ngàn đồng cũng sẽ tìm được niềm vui. Nhưng khi có nhiều tiền rồi, người ta sẽ phải tiêu một số tiền gấp hàng chục lần mới thấy được niềm vui tương đương. Khi sở thích của một người thay đổi thì cảm nhận của người ấy với mọi người cũng sẽ thay đổi theo. Khi một người có càng nhiều tiền thì giá trị đồng tiền sẽ càng giảm. Vì thế, người ta cũng khó dùng tiền để tìm được niềm hạnh phúc hơn. Năm dài tháng ngắn, mỗi tuổi đuổi xuân đi, thời xuân sắc khi xưa, nay cũng chỉ còn là quá vãng. Năm tháng qua đi, dòng đời vội vã, chớp mắt một cái đời đã bước sang kỳ quá bán. Tuy mỗi năm mỗi tuổi, mỗi tuổi mỗi tâm tư, năm tháng có thể lấy đi tuổi thanh xuân của chúng ta, nhưng đổi lại, năm tháng lại cho ta sự thanh thục của đời người, cho ta sự thấu hiểu kiếp nhân sinh. Thời gian có thể bào mòn đi sự hào hoa phong nhã hay diễm lệ yêu kiều của tuổi trẻ, nhưng lại mang đến cho chúng ta sự trưởng thành đầy quyến rũ. Gió sương lấy đi dung nhan của chúng ta, nhưng lại cho ta trí tuệ. Vậy nên, cuộc đời có được, ắt phải có mất. Có mất rồi có được. Tạo hóa vốn dĩ công bằng. Một người từ trẻ trung khờ dại đến khi trưởng thành, ngoài việc tu thân tu dưỡng còn cần đến sự tôi luyện của thời gian. Thời gian xưa nay không bao giờ nói dối ai điều gì. Thời gian sẽ chứng minh cho chúng ta thấy ai thật tâm, ai người giả ý, ai quan tâm, ai dụng ý tâm cơ. Trên đời này, người thích bạn có nhiều, người ghét bạn cũng chẳng ít. Bất luận bạn có làm tốt đến đâu, cũng chẳng thể khiến tất cả mọi người đều yêu mến bạn. Bạn chân thành vẫn có người cho là giả dối, bạn thiện lương vẫn có kẻ nói bạn dụng tâm. Có người hỏi rằng, lòng người rốt cuộc phức tạp tới cỡ nào? Kỳ thực,
nhiều hay ít nó hoàn toàn phụ thuộc vào chính chúng ta, vào chính bạn. Điều quan trọng là bạn dùng con mắt phức tạp hay đơn giản để nhìn đời mà thôi. Nếu như bạn là người tay trắng, vậy thì quên đi tất cả, chỉ cần một trái tim thanh bạch nhẹ bước thênh thang trên con đường gió mưa là đủ. Còn nếu như bạn có gia đình, có người thân, vậy thì hãy trân quý tất cả khi còn có thể. Bận rộn tứ bề, gánh vác trách nhiệm đôi khi cũng là một loại hạnh phúc. Mệt thì ngủ, buồn thì khóc, không gì phải ngại. Sau giấc ngủ nồng ta lại là chính ta. Ngày mới bắt đầu niềm vui lại tới. Trái đất vẫn không ngừng quay và cuộc đời vẫn không ngừng chảy. Vạn vật trên thế gian này cũng chẳng có lý do gì mà phải dừng lại. Vậy thì cớ chi ta phải buồn vì những chuyện đã qua? Năm tháng qua đi, chúng ta trưởng thành. Cũng vì thế mà thấu hiểu nguồn cơn, thấu hiểu nhân gian thế sự. Có những chuyện chúng ta dần phát hiện ra rằng mọi thứ đều là sự an bài tốt nhất. Ta cũng dần hiểu ra có những chuyện ta không cách nào thay đổi. Chỉ học cách chấp nhận mới là điều tốt nhất. Năm tháng qua đi, tuế nguyệt xoay vần cũng giúp ta hiểu sinh mệnh là gì, duyên phận là gì. Năm tháng qua đi cũng dần khiến cho chúng ta bớt đi phần nào cảm xúc và sự mạnh mẽ của tuổi trẻ. Nhưng bù lại, ta có sự ổn định và hòa ái của người trưởng thành. Có những chuyện thay vì trước đây hiếu thắng, thì nay chúng ta lại học được cách tĩnh lặng, nghĩ suy mà thỏa hiệp hài hòa. Viên dung tất cả, lấy vui vẻ làm trọng, lấy an lạc làm đầu. Chiều theo chữ nhẫn mà đối đãi hành xử. Chúng ta cũng đã không còn sốc nổi, bất an. Chúng ta cũng đã học được cách bao dung, học được cách chấp nhận với sự an bài của định mệnh. Bởi ta đã hiểu rằng, vạn sự trên đời, tốt xấu đều do nhân quả. Nhân nào quả ấy, xưa nay không hề sai lệch. Năm tháng cũng dạy ta học được cách đảm đương, học được cách tự chữa vết lành vết thương của chính mình. Giờ đây, chúng ta đã không còn dựa dẫm vào ai đó. Mỗi khi gặp khó nạn chông gai, đối diện với nghịch cảnh, chúng ta cũng không còn thoái thác trách nhiệm, cũng đã không còn tìm cho mình một lý do để trốn tránh. Và chúng ta cũng đã không còn trông ngóng vào sự chở che của người khác trên con đường mưa gió của mình. Năm tháng đã giúp chúng ta tự gây dựng cho mình một khoảng trời riêng. Chúng ta đã thực sự trưởng thành, thực sự tự lập và kiên cường bước trên nẻo đường mà mình đã chọn. Dẫu cho con đường đó có cô đơn, có lạnh lẽo, có phải chịu ủy khuất, thiệt thòi, chúng ta vẫn cứ tươi cười mà đón nhận. Bởi năm tháng đã dạy ta rằng, muốn được thì phải mất, muốn nhận thì phải cho. Sau cơn giông trời lại sáng, muốn được ngắm ánh cầu vồng ắt phải chịu gió mưa, đây là điều không thể tránh khỏi. Năm tháng cũng dạy ta lựa chọn và buông bỏ. Trong chốn hồng trần cuồn cuộn, thật giả khó phân, chúng ta cũng đã dần dần nhìn ra chân tướng thực hư của mọi việc. Chúng ta biết cái nào trọng, cái nào nhẹ, đâu là điều mình muốn, đâu là thứ chẳng thuộc về mình. Chúng ta biết chế ngự bản thân, thiện đãi chính mình, càng biết trân trọng cuộc sống, trân trọng mỗi cơ duyên mình gặp, mỗi điều mình có. Đứng trước sinh lão bệnh tử, sinh mệnh con người là rất yếu nhược. Khi người ta chết đi, sẽ không còn phân biệt kẻ giàu người nghèo, không thể nói người giàu sẽ chết thoải mái hơn, còn người nghèo chết thống khổ hơn. Có người khi sống đạt được 10 phần thì khi chết đi anh ta cũng sẽ mất đi 10 phần. 10 phần đó là 10 phần đau khổ, có lẽ đây là điều công bằng tuyệt đối. Người có trước có khi bị mất đi trước, người có sau sẽ mất đi sau, người không có gì sẽ không bị mất đi. Năm tháng trôi đi, tất cả lại về con số 0. Vì thế, sống trên đời không nên so đo tính toán quá nhiều. Không cần phải quá bận tâm đến được mất thiệt hơn. Người biết đủ, hiểu thấu lẽ được mất, sống thuận theo tự nhiên sẽ sống được vui vẻ, hạnh phúc nhất. Quý vị và các bạn yêu mến hãy hoan hỷ like, share video và đăng ký ủng hộ.